Còn đối với những khách hàng nào đã xài S1 Pro thường rồi thì dòng này không phải là bản nâng cấp cho mọi người. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thịt Vụ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người đề tài là một cái dòng sản phẩm khá là hot, cũng hiện tại đang rất là hot dù đã ra thị trường được 1 năm rồi. Đó là dòng Bose S1 Plus. Thì clip lần này mình sẽ chia sẻ cho mọi người sau 1 năm sử dụng thì Bose S1 Plus có phải là một bản nâng cấp đáng tiền so với cái bản tiền nhiệm của nó là S1 Pro trước đây. Cùng với mình phân tích trong clip này nhé. Bắt đầu thôi. Về mặt tổng quan thì S1 Pro LED nó không thay đổi nhiều so với cái dòng S1 Pro trước đây. Cái này thì các clip trước bên mình cũng đã chia sẻ rồi ha. Thì mình sẽ không nói lại nữa. Mình sẽ nói tổng quan của nó thôi. Về mặt thiết kế thì nó sẽ bo tròn hơn một tí. Sẽ nhỏ gọn hơn một tí để khi mình nhét vào ba lô mình thấy nó sẽ gọn hơn một tí so với những cái dòng sản phẩm S1 Pro trước đây. Rồi về mặt cấu trúc thì về cái mặt điện tử này, nó thay đổi hoàn toàn với cái mặt điện tử này. Về các nút bấm rồi các thao tác tương tác trên đây thì nó coi như là nó nâng cấp cái phần trải nghiệm cho mình. Thêm vào đó nữa, nó sẽ có thêm hai cái cục như thế này để mình gắn cái jack không dây á. Tuy nhiên cái này là một cái bản phần nâng cấp mà mình nghĩ nó sẽ tốt cho chữ gọi là nó tuyệt vời hơn, nó hiệu quả hơn cho thị trường nước ngoài. Chứ còn thị trường châu Á của mình hoặc đặc biệt là thị trường Việt Nam thì mình thấy thì thậm chí cả hãng cũng chưa nhập về cái này bán nữa. Và khách hàng cũng hỏi mình rất là nhiều cái vụ này. Thì thật ra cái này không có nha. Cái này là với cái giá hiện tại bán ra là hãng ở Bose Việt Nam không bao gồm cái này. Và cái này bán rời đâu đó mình thấy nó là 5 triệu. Giá khá là cao so với một cái gọi là cái tiện ích đó. So với cái giá loa luôn. Thì mình thấy cái này nó dư. Theo cá nhân mình nha. Mình thấy cái này nó dư. Với thị trường châu Á, vì thị trường châu Á thường hết là bên mình đã xài mic echo cho cái dòng này rồi, nên là cái phần mà mic không dây này kia nó bị dư thừa. Rồi cái thứ hai mà nâng cấp mình thấy nó có hiệu quả nha, đó là cái USB power này. Cái USB power này là một cái phần mà gọi là nạp điện ra, nó sạc ngược ra cho một thiết bị khác. Thì hầu hết là mọi người dùng cái này để mọi người sạc cho cục thu sóng trên những cái micro echo. Như là 6XE1 của bên mình thì nó sẽ có một cái, nó cho một cái dây sẵn từ 3.5 ra, từ cái USB 3.0 này, tai A này ra cái tai C trên cái cục thu sóng. Thì cái này cũng là một điểm rất là lợi cho so với cái Bose S1 Pro cũ. Có nghĩa là mọi người có thể vừa xài vừa sạc được luôn dựa trên con loa này luôn, thì mọi người nó sẽ tiện dụng hơn cho mọi người xài. Đó là một bản nâng cấp đáng tiền. Còn cái jack này nó chả có tác dụng gì cả, y như cái con kia thôi, chẳng qua nó thay từ tai C cho đến cái kia là cái micro USB để mình upgrade cái sản phẩm thôi, thì nó cũng không có gì đặc biệt. Rồi cái layout này thì nó sẽ sửa từ con jack 6 ly của hãng jack Canon thôi. Cá nhân mình thì mình thấy nó nâng cấp đó nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái chất lượng sản phẩm. Rồi còn cuối cùng nữa là một cái nâng cấp cho cái này là cái bát chép của cái phần Bluetooth nha. Rất là nhiều khách hàng sử dụng Bose S1 Pro cũ không biết được rằng là mình không nâng, gọi là sau khi xài á mới biết là mình không chỉnh được bát chép của đường Bluetooth. Thì cái này nó sẽ khá bất tiện cho với những khách nào mà nghe nhạc, mua loa về nghe nhạc á, thì nó sẽ khá bất tiện. Đương nhiên con này nó đã giải quyết được cái vấn đề đó rồi, là nó có tăng bát chép trên đường Bluetooth nha. Cái đó cũng là một đoạn nâng cấp khá đáng tiền. Ngoài ra thì theo mình, các về cái phần củ loa này, chép này, về phần chất âm này, mình thấy nó không tăng gì cả, công suất vẫn vậy, rồi chất lượng thấy vẫn thế, nói chung là hoàn toàn không có gì khác, chỉ có nâng cấp một xíu thêm về phần trải nghiệm cho mọi người thôi. Và giá thì đương nhiên là mọi người đã biết rồi, cuối năm vừa rồi thì giá Bose Pro được xả hàng nên giá rất là thấp. Nhưng mà nếu mà đối với những giá ngày xưa thì mình bán còn coi như là mình giá xem nhau đi, tức là hồi xưa mình cũng bán con Bose Pro thường giá đâu cũng phải 16 triệu, 17 triệu. Thì con này bây giờ giá cũng tương tự như thế luôn, cũng tầm 16, 17 triệu một cái loa S1 Pro. Tóm lại về tổng quan thì sao? Về mặt ngoại hình không thay đổi gì nhiều, nó chỉ gom gọn lại hơn một xíu cho mọi người thôi. Rồi về mặt trải nghiệm thì nó chỉ có thêm USB power và bát chép trên đường Bluetooth. Ngoài ra về các cái giống là pin, thời lượng pin, chất âm, toàn bộ, giá cả luôn như nhau hết.
Đương nhiên mình không thể nào so sánh với một sản phẩm mà ra mắt từ 2017 và cái giá nó bán năm 2023, nó sẽ khác hoàn toàn với cái việc sản phẩm năm 2023 bán ra năm 2023. Thì đương nhiên nó sẽ có sự chênh lệch, nhưng nếu mà mình bán, nếu mà mình so đúng vào thời điểm á, thì hai con này mình cho là giá sẽ như nhau. Theo mình thì BOS Pro LUT với những khách hàng nào chưa có BOS Pro thì vẫn là một cái loa, sản phẩm loa với giá trị đáng tiền. Đáng tiền cho dòng sản phẩm này với giá thành là chỉ tầm 17 triệu, là một sản phẩm vừa nghe nhạc vừa karaoke rất đáng tiền trong thời điểm này từ năm 2024. Còn đối với những khách hàng nào đã xài S1 Pro thường rồi thì dòng này không phải là bản nâng cấp cho mọi người, bởi vì là như nhau hết. Mình cá nhân mình thấy là nó không khác gì nhau, đặc biệt là về phần trải nghiệm của mình, là cái tính năng thêm nó chỉ thêm một chút xíu cho mình, gọi là nó đỡ hơn một tí thôi. Thật ra còn lại là những cái trải nghiệm khác của mình thì nó không thay đổi hết. Nếu mọi người đã có S1 Pro rồi thì mọi người không nên nâng cấp lên S1 Pro lớn nữa, trừ khi mọi người muốn chơi hai loa. Còn mọi người muốn bán con này đi mà mua con mới này vô thì không nên ha. Thì theo cá nhân mình là như thế. Ok, vừa rồi là những trải nghiệm của mình sau một năm mình sử dụng BOS Pro LUT. Mọi người có ý kiến đánh giá nào thì mọi người có thể comment phía dưới cho mình biết, để mình có thể giải đáp thắc mắc cũng như tư vấn thêm cho mọi người về dòng sản phẩm BOS Pro LUT này. Mình là Khánh, xin hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.